Yếu tố đầu tiên mà các bậc cha mẹ cần phải chú ý để nâng cao sức đề kháng cho trẻ đó là cần duy trì cho con một chế độ ăn uống lành mạnh, hợp lý. Ở thời điểm này, việc bổ sung nhiều chất khoáng, vitamin, các loại chất xơ là vô cùng hữu hiệu cho trẻ, hỗ trợ cho trẻ nâng cao sức đề kháng. Nhóm thực phẩm đầu tiên mà chúng ta cần phải chú ý đến đó là nhóm thực phẩm chứa nhiều các yếu tố vitamin và chất khoáng. Các nhóm vitamin A, D, E, K, các chất khoáng như là kali, magie, canxi thì tập trung nhiều ở trong các loại rau như là rau bina, rau cải, súp lơ xanh. Ngoài ra nữa thì cần chú ý bổ sung cho trẻ những loại thực phẩm có chứa nhiều các chất chống oxy hóa, chủ yếu là từ các chất có nguồn gốc từ beta carotene, carotenoid, ví dụ như là những cái loại thực phẩm có cái loại rau củ quả có màu đỏ như là gấc hay là cà chua. Đồng thời ở giai đoạn này cũng nên tập trung bổ sung cho trẻ nhiều loại hoa quả có nhiều vitamin C. Vitamin C là một trong những cái thành phần hỗ trợ nâng cao sức đề kháng cho trẻ rất tốt. Nhóm thực phẩm tiếp theo mà các bậc phụ huynh cũng cần phải chú ý bổ sung cho con mình đó là các nhóm thực phẩm có chứa protein. Protein ngoài việc cung cấp năng lượng cho trẻ còn đóng yếu tố quan trọng trong việc đó là cấu thành nên các bộ phận cũng như là sự phát triển của trẻ nhỏ. Đồng thời việc bổ sung đầy đủ protein cũng sẽ hỗ trợ nâng cao sức đề kháng cho con. Ở giai đoạn này để trẻ được cung cấp các loại protein đa dạng thì các mẹ cũng nên đa dạng các bữa ăn cho con, bao gồm trong bữa ăn thì nên có lấy nguồn protein từ nhiều loại, ngoài từ thịt này thì có thể đó là từ cá, trứng, sữa, các loại thực phẩm từ sữa. Việc đa dạng các loại đồ ăn sẽ khiến cho con của bạn tăng hứng thú trong cái bữa cơm của mình hơn và trẻ sẽ có xu hướng ăn nhiều hơn, từ đó sẽ cung cấp được nhiều nguồn dinh dưỡng. Thêm vào nữa, để đảm bảo tình hình sức khỏe của con bạn và nâng cao sức đề kháng, một trong những cơ quan mà cũng cần được chú ý đó là hệ đường ruột của trẻ. Với hệ đường ruột của trẻ thì các mẹ cần phải lưu ý ở giai đoạn này cần phải cho trẻ ăn uống đảm bảo hợp vệ sinh, các nhóm thực phẩm phải phù hợp với lứa tuổi để tránh quá tải đường tiêu hóa. Đồng thời thêm vào đó nữa thì các mẹ cần phải lưu ý đó là bổ sung những cái loại thực phẩm giàu chất xơ cho con để tăng cái khả năng dễ tiêu hóa. Ngoài ra nữa thì cũng nên bổ sung các nhóm vi sinh vật từ các men vi sinh để làm tăng cái lượng lợi khuẩn ở trong đường ruột, giúp cho trẻ hấp thu dinh dưỡng tốt hơn, bảo vệ hệ thống đường ruột của trẻ được tốt, hạn chế ngăn ngừa cái nguy cơ là bị lây nhiễm từ các bệnh lý từ bên ngoài.